Có một giới hạn và chúng tôi luôn theo dõi mọi cầu thủ đang ở đâu, huấn luyện viên Gareth Southgate nói sau khi chứng kiến cảnh Jack Grealish say đến mức phải ngồi xe lăn mới di chuyển được. Tôi đã nói chuyện với các cầu thủ về những gì cần tập trung. Tôi biết những gì họ đã trải qua và đó là trách nhiệm của tôi. Nhưng bất cứ điều gì tôi có thể nói với các cầu thủ, tôi sẽ làm một cách riêng tư. Không có ích gì khi công khai những cuộc trò chuyện như vậy. Southgate luôn cố gắng bảo vệ hình ảnh cho các học trò, nhưng có vẻ những cậu học trò của ông thì chẳng cần điều đó. Sau trận chung kết Champions League, Kyle Walker nửa đùa nửa thật rằng anh đã sẵn sàng uống rượu, tiệc tùng và xin lỗi trước huấn luyện viên Gareth Southgate. Grealish cho biết anh thức liền 2 ngày để ăn mừng trước lễ rước cúp ở Manchester chiều 12 tháng 6. Không riêng Southgate, rất nhiều người không hài lòng khi nhóm cầu thủ Man City tiệc tùng, uống rượu và đăng tải lên mạng xã hội, để rồi những tấm hình và video này được công khai trên truyền thông. Nổi trội trong số này là Jack Grealish, người dường như chỉ tìm sơ hở là đổ mọi chất lỏng vào mồm. Một ngày nào đó, Jack Grealish có thể giật mình khi xem lại những hình ảnh sau trận chung kết tại Istanbul, chỉ toàn rượu và rượu. Lúc thì Grealish ngửa cổ tự rót sâm panh vào họng, lúc thì Calvin Phillips rót vodka vào miệng Grealish trên sân khấu giữa hàng ngàn người, khi thì Grealish xỉn đến mức phải có Kyle Walker dìu đi. Từ Istanbul đến Manchester, rồi qua Ibiza, Grealish khật khưỡng trên hành trình ăn mừng ngập trong ma men. Nhưng đó mới là Jack Grealish, tiền vệ 27 tuổi không bao giờ phải che giấu con người thật của mình. Nếu Jack không hiểu nghĩa của từ bách khoa toàn thư, anh sẽ hỏi thẳng phóng viên giữa cuộc phỏng vấn. Nếu đội của Grealish giành cúp châu Âu, anh sẽ ăn mừng tới bến như một thanh niên trúng xổ số. Cũng không nhiều cầu thủ bóng đá tự tin khoe thân hình 6 múi của mình trên xe buýt giữa sự tung hô của hàng ngàn người trong cơn mưa xối xả. Danh tiếng và sự giàu có của các ngôi sao bóng đá khiến cho việc uống rượu của họ thường diễn ra kín đáo. Hơn nữa, mối quan hệ giữa bóng đá và rượu luôn có xu hướng bị nhìn nhận một cách cực đoan. Chúng ta thường có thành kiến với các cầu thủ uống rượu với suy nghĩ họ đang phá hủy sự nghiệp của mình. Nhưng Cristiano Ronaldo, cầu thủ có người cha quá cố nghiện rượu, cũng thích uống rượu. Jordan Henderson hay James Milner từng thừa nhận là nghiện rượu. Sự nghiệp của họ vẫn bền bỉ và thành công. Ilkay Gundogan, một người Hồi giáo, sẽ không chờ đến lượt mà giật thẳng chai rượu trên tay của Jack Grealish. Tất nhiên, nạn nhân của rượu cũng không ít với những tấm gương tài liếp của Jimmy Greaves, George Best hay Paul Gascoigne. Niềm vui của Grealish những ngày qua là sự giải tỏa nhất thời khỏi cuộc sống cầu thủ chuyên nghiệp. Điều đó không hề xấu, bởi ngay cả một người điềm đạm và chuẩn mực như Kevin De Bruyne cũng say đến quên lối về. Nhưng với Grealish, cái nhìn bị tiêu cực hơn, bởi Jack có tiếng rượu chè và ăn chơi. Hồi cuối năm 2020, cầu thủ này bị tòa tước bằng 9 tháng và phạt 82.000 bảng vì gây tai nạn trong khi say rượu lái xe. Còn đầu năm ngoái, Jack Grealish gây rối ngoài quán bar vì say rượu. Hay tháng 6 năm 2022, Grealish và đám bạn nốc hết 116 chai rượu vang chỉ trong một đêm. Guardiola chưa từng lên tiếng về thói nghiện rượu của các học trò. Bởi lẽ ông biết Grealish là một trong những cầu thủ chuyên nghiệp nhất tại Man City. Ngay khi rời Ibiza để tới Malta hội quân cùng với đội tuyển Anh, Grealish sẽ mang theo một huấn luyện viên cá nhân giúp anh hồi phục nhanh nhất và tốt nhất. Jack không ngại cái nhìn của dư luận mà chỉ quan tâm tới cái nhìn của huấn luyện viên. Đó là lý do cầu thủ này luôn tách bạch rõ ràng giữa cuộc sống trong và ngoài sân cỏ. Để chê bai chỉ trích Grealish, chúng ta nhắm mắt cũng kể được một tỷ lý do. Nhưng vẫn có rất nhiều người yêu quý chàng trai này và hẳn là phải có lý do. Ngồi xuống đây để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện cảm động. Tối muộn ngày 9 tháng 5, Nathan Hampstead đang ngồi trong nhà để theo dõi trận bán kết lượt đi Champions League giữa Real Madrid và Man City. Khi trận đấu kết thúc, đột nhiên điện thoại của Nathan nhận được tin nhắn video, đó là từ Jack Grealish. Tin nhắn dành cho ông Rob, cha của Nathan, một fan Man City cuồng nhiệt nhưng đang chống chọi với bạo bệnh trong phòng cấp cứu bệnh viện Leighton. Chào ông Rob, tôi nghe tin ông không được khỏe và tôi chỉ muốn gửi lời động viên cùng tình yêu của mình tới ông. Grealish nói khi vẫn đang trong trang phục thi đấu. Việc một ngôi sao lớn nhớ tới fan ngay sau khi trận đấu kết thúc thật sự cảm động. Không lạ khi cái tên Jack Grealish được hô vang trong mỗi trận đấu của Man City. Với những ai theo dõi bước phát triển của Jack, hẳn sẽ biết đó là một sự trưởng thành ngoạn mục. Cũng chính chàng trai này là người đã từng khuyên các fan Aston Villa nên ở nhà thời kỳ đại dịch, rồi ngay đêm hôm đó lái xe đi chơi và gây tai nạn. Chuyển tới Man City, Grealish tiếp tục gây họa, cùng với Foden bị phạt nội bộ vì chơi khuya trong một hộp đêm. Tôi từng làm nhiều thứ ngu ngốc, thật may là tôi vẫn có cơ hội để sửa chữa, Jack Grealish thú nhận. May là Jack đã kịp sửa chữa, bởi ngày mới đến Man City, không phải cổ động viên nào cũng yêu quý anh như bây giờ.
Đến một fan cuồng như nam ca sĩ Noel Gallagher cũng từng phải thốt lên: "Tôi từng thắc mắc tại sao Man City phải bỏ ra một đống tiền để mua một cầu thủ chạy cánh khi đã có Mahrez, Sterling, Foden. Sau mùa giải đầu tiên, thắc mắc còn lớn hơn khi tôi không hiểu người ta nhìn ra điểm gì ở Jack Grealish." Nhưng giờ thì chẳng ai có thể kéo Grealish ra khỏi đội hình chính của Man City nữa rồi. Anh quá hoàn hảo trong hệ thống mà Pep Guardiola xây dựng, đặc biệt là trong giai đoạn sau World Cup 2022. Với đội tuyển Anh, Jack Grealish cũng quý giá như vậy. Đến mức Southgate hiểu rằng, muốn dùng Grealish tỉnh táo, phải yêu cả phiên bản say xỉn của anh ta. Con người của Jack được cô đọng trong khoảng thời gian ngắn sau chung kết Champions League. Anh sử dụng vodka, tắm mình bằng champagne, giải khát bằng bia giữa Istanbul, Ibiza và Manchester. Jack xuất hiện ở khắp mọi nơi mà vẫn mặc như trong trận chung kết, chiếc áo đấu của Man City. Khi xuống máy bay, anh thất thần và loạng choạng, miệng nở nụ cười ngờ nghệch như một tên ngốc. Từ sau đêm kỳ diệu ở Ataturk, Grealish sống 4 ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình, như chính anh đã nói. Jack không nhớ về điều gì, tất cả đều điên cuồng cùng với hoa bia, nước lên men và lúa mạch. "Tôi chỉ nhớ niềm hạnh phúc", anh thừa nhận. Sau đó, Jack Grealish xem đoạn video diễn viên hài Troy Hawk chào anh bằng cách ghé sát vào tai và nói: "Anh có khuôn mặt của một thiên thần cùng với bắp chân của một con tê giác." Jack thì trố mắt nhìn, anh hôn tay chào Troy Hawk. Anh thực sự được ví như một con thú hoang. Cuộc đời Jack Grealish là vậy, một tác phẩm rất đặc biệt. Chỉ những cái đầu chứa đầy chất kích thích như vậy thì mới có thể quyết định những thứ mà không ai ngờ được. Khi Jack Grealish xác nhận tương lai bản thân với đội tuyển Anh vào tháng 9 năm 2015, nó đánh dấu sự kết thúc 6 năm cùng Cộng hòa Ireland. Câu chuyện ấy không có gì đáng ngạc nhiên, đã khiến trợ lý đội tuyển quốc gia Roy Keane nổi giận lôi đình. Đến lúc đó, Grealish đã có 19 lần khoác áo đội trẻ Ireland và được đá chính cho đội U21, giành giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2014. Trong khoảng thời gian Jack từ thời điểm bỏ qua lần triệu tập cuối cùng cùng Cộng hòa Ireland vào năm 2015 đến khi ra mắt đội tuyển Anh 5 năm sau đó, đội tuyển Cộng hòa Ireland đã thi đấu 47 trận. Bây giờ thì Grealish đang trên đường cán mốc 100 trận cho Tam Sư. Đó là nỗi thất vọng ở Ireland, nhưng là một dấu mốc định mệnh cho Grealish. Jack 100 củ thích sự hào nhoáng, thích tiệc tùng, thích rượu, thích bia, thích hào quang từ trong sân lẫn ngoài đời. Đó là tính cách điển hình của những chàng trai tại nước Anh, nhưng không phải con ma men nào cũng đạt tới trình độ cao như là Grealish. Quả thực, nếu đặt ngược lại vấn đề, chưa chắc một Jack ngoan ngoãn, luôn đi ngủ lúc 10 giờ tối đã có thể bùng nổ đến như thế này. Mỗi người chọn cho mình một số phận. Với Jack Grealish, không có con đường hoa hồng mà chỉ có con đường rượu bia mà thôi. Nhưng sau cơn mê, con quái vật vẫn sẽ lộ diện.